Rồi trước khi vô video quay cho anh em coi hàng về nè. Cái hàng này em về hồi khuya dắt 1 giờ sáng, 1 giờ khuya anh em muốn kêu gì kêu. Hàng này là hầu như là mới tinh không nghe anh em. Về cái này là chỉ việc là đổ xăng như là bán cho anh em thôi chứ không làm gì nữa chứ. Nè hàng nè. Anh em nhìn nè. Nó mới chát không nghe anh em ha. Bởi vì anh em mua hàng bên em cứ yên tâm nghe anh em, đừng có sợ mà những cái hàng mà tào lao nghe anh em ha. Đó. Về này tầm có 200 mấy chục cây á. 250 cây. Có một số hàng thiếu đồ nè. Đây, còn đầu trong nữa nghe anh em à. Còn đầu trong, điện thoại này sao quay mờ vậy ta. Máy đẹp mà sao quay mờ quá. Đó. Anh em nhìn những con máy này. Nó mới tin đâu à. Hàng này thì về đổ xăng vô là bán thôi chứ đâu làm gì nè. Thấy không? Hầu như là mới không nghe nè. Máy mới chát không. Đây là nữa nè. Cơm bự. Anh em thích mấy con cơm bự mình sang trên này ấy nè, máy còn đẹp không. Rồi Echo. Echo bự nè, Echo này như 36 38 là gì. Lâu lắm rồi. Lâu gì? Từ hồi xưa gặp được 1-2 lần vậy đó, con này nè. Magu. Rồi, trước khi vô video thì quay cho anh em sơ lược cái trong kho coi mấy này thôi ha. Magu. Mới tin thôi mà nghe anh em. Nó như hàng thùng không mà. Rồi anh em cần cái dòng gì á thì cứ inbox qua Zalo giùm em ha, em quay cho anh em xem. Ok thì anh em chốt hàng ha. Đống này thì đa phần là Magu nhiều anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em. Rồi hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ X nha anh em. Nay toàn máy cọp không nghe anh em ha. Đó. Rồi, anh em có mua máy thì cứ gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ anh em ha. Đó, thì bên em bán tất cả này là đều, máy này đều là máy Nhật hết nha anh em ha. Máy Nhật hết, bên em không có bán mà máy mà thu dân của người Việt Nam sử dụng rồi nha anh em. Với lại là không có bán những cái mặt hàng Trung Quốc nha anh em nha. Đó, toàn là hàng Nhật hết. Đó, thì em bán cho anh em á, là em bao ship tới nhà cho anh em. Anh em được quyền kiểm tra, anh em test nổ thử, đúng hàng, nổ ok, đúng như trên video. Thì anh em nhận hàng, anh em trả tiền, còn thôi anh em test không nổ hay là không đúng như video thì anh em trả hàng về, anh em không có tốn phí gì cho nha anh em. Đó. Bởi vì anh em cứ yên tâm mà mình mua ha. Còn những chi tiết đồ ta lái đồ này kia chưa có đó, thì chừng nữa anh em chốt em gắn đầy đủ cho anh em nha. Tại vì em làm không kịp anh em á, đã làm không kịp tại vì bữa nào cũng tranh thủ lên cho anh em hết rồi không có kịp. Anh em chốt thì em còn soạn đồ gáp lưỡi dao đồ vô nữa nghe anh em ha. Gáp lưỡi dao chạy thử đồ này kia ngon lành hết bên em mới gửi. Rồi giá em bán cho anh em bao ship tặng nhà, tặng kèm cho anh em là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, gỗ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ là 6 món. Lưỡi cắt là em tặng cho anh em cái lưỡi dao dài, lưỡi dao mới ha, 30. Đó, anh em về chỉ việc xăng pha nhớt là xài thôi nghe anh em. Anh em nào chưa có thì mua con máy anh em mua luôn bình nhớt bên em ha. Đó, đặng đến nơi mình có nhớt mình pha luôn. Đó, hôm nay chỉ có một con Honda 4 thì thôi là con đó khỏi cần pha nghe anh em. Đó, rồi thì hôm nay là có là Honda nè, GS 25 nè, rồi tên là 261 nè, TB nè, Echo nè, Magu nè, Echo Balo nè. Đó, Magu nè, những con máy vừa tầm cho anh em xài gia đình ha. 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi là anh em xài gia đình là bao ngon rồi nghe anh em. Rồi em vô con đầu tiên cho anh em 1 triệu nè anh em. X1 anh em ha. Con này là Mitsubishi TB 20 30 ly 20cc. Con này bán cho anh em 1 triệu thôi. Máy nhỏ gọn 4kg, hàng Nhật nguyên zin nguyên bản cho anh em. Lên chế 260 cho nó dễ nổ và lợi xăng anh em ha. Đó, con này 1 triệu thôi là em đã bao cho anh em tới nhà rồi ha. Đến nơi kiểm tra đúng như hàng mình đặt con này trả 1 triệu là xong anh em ha. Cái chụp e rồi em chưa gắn nè, thì chừng em sẽ gắn đầy đủ cho anh em hết. Còn về cái phần tay lái á, là con này nó xài cái tay lái tròn thế đó anh em, tay lái tròn nhỏ tay sách đó, anh em không thích, nếu như thích thì em gắn vô, còn không thích thì em gáp cho anh em cái tay lái đôi ha, tay lái đôi em gáp miễn phí cho anh em luôn ha, là anh em trả đúng 1 triệu là xong. Đó, con này rất là gọn anh em ha, tâm liền nè. Rồi càng đầu bò zin ha, tay lái thích cái nào em gắn tay đó, còn cái tay ga thì em sẽ gắn cho anh em cái ga giữ ha, còn anh em không thích em lên cho anh em cái ga bóp mới miễn phí hết. Rồi
rồi, con X2 này giá 1,2 triệu thôi. Con này em bán giá mềm cho anh em nè. Con này là con Gobin 25 đồng 34 ly, 25cc nha anh em ha. Anh em muốn một con máy khỏe mà giá rẻ thì anh em lấy con này giùm em. Con này tại sao mà nó nồng đến 34 ly ha, nhưng mà nó gọn nó tầm cỡ 4 kg thôi, mà em bán giá rẻ là sao em bán rẻ. Máy zin hết cho anh em ha, chỉ có cái bình xăng nè, nó vàng ha, để lâu rồi nó bị vàng. Cái con máy anh em nhìn vô nó cũng không có được sáng sủa cho lắm. Em bán cho anh em 1,2 triệu thôi, chứ con này em bao zin nguyên bản cho anh em ha. Đến nơi phát hiện cái bình xăng con lô hay là cái gì đó ha, hay là IC lô hay là nồng lô, em cho anh em cái máy luôn. Em anh em cứ yên tâm ha. Còn con nào em nói em thay thì em đã nói là đã lên ha. Đó, đã lên đồ. Đó, còn cái này là nguyên zin cho anh em. Đó, như con này nè, đã lên chế nè, lên chế mới nè. Đó ha, còn con này là chế zin qua gồ nè. Đó, rồi giá 1,2 triệu nha anh em. Máy thì nói chung cũng còn khá là ok á. Tum liền, công tắc đây. Càng đầu bò zin, tay lái thì anh em thích tay nào em gắn cho anh em tay đó ha. Rồi, X3 1,2 triệu luôn nha anh em. Con này Echo luôn nè. Nổ quá giòn. Con này là Echo 220 nha anh em, nồng 32 ly, 22cc, cũng là một cái phân khúc, một cái dòng máy về cho anh em mình sử dụng gia đình ha. Giá 1,2 triệu, chế của nó là chạy chế ga ngang, chế 2 kim anh em ha. Chế này rất là lợi xăng anh em ha. Một ngày anh em sử dụng 8 tiếng á, nó hao tầm cỡ 2 lít xăng thôi. Còn anh em mà một buổi anh em xài 4 tiếng thì nó hao tầm gần lít thôi nha anh em. Nó rất là tiết kiệm xăng anh em ha. Giá 1,2 triệu mà cho một con máy đề cao như thế này là rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, em bên em bán á, lúc nào cái giá nó cũng mềm cũng rẻ chứ. Đó, bởi vì anh em cứ yên tâm ha. Đó. Rồi, zin nguyên bản cho anh em nha. Bình xăng nói chung nó cũng hơi ngã màu tí xíu nha anh em. Rồi, sử dụng tay lái đôi. Công tắc xuống là tắt, lên là mở ha. Đáng ra con này ga bóp nè anh em, mà nó bị hư rồi. Đó thì chừng nữa em sẽ gắn cái ga với này cho anh em. Anh em thích ga bóp em gắn ga bóp với này. Thích ga kéo em gắn ga kéo ha. Còn cái tay bên em gắn đầy đủ cho anh em hết. Còn anh em không thích, anh em muốn xài tay tròn em gắn tay tròn. Đó, càng đầu bò zin em làm miễn phí cho anh em ha. Đúng 1,2 triệu là xong nha anh em. Rồi, X3 1,2 triệu, X4 là con Isaki nha anh em ha, con này siêu VIP nè anh em. Con này là Isaki 227 nha anh em ha. Con này là nồng 32 ly, 23cc, cái thằng này là thuộc cái dòng máy của thằng Genoa Komatsu nha anh em ha. Đó, dòng này thì nồng của nó là 32 ly, 23cc, dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Con máy đề cao, nó chạy bộ chế qua gồ, hai họng xăng hai kim ha. Hai kim là một con chỉnh gió, một con chỉnh xăng. Còn hai họng á là một họng nó hút gió, còn một họng là nó hút xăng, bởi vì nó sẽ tiết kiệm xăng cho mình nha anh em ha. Đó, còn như cái này á là hút xăng và nó hút gió bằng chỗ này ha. Còn con này là nó có họng hút xăng, họng hút gió luôn nha anh em ha, bởi vì nó rất là tiết kiệm xăng nha. Và đặc biệt cái dòng này á, cái nòng của nó, cái bích tông của nó là nó có là rãnh dự trữ nhớt á, bởi vì con máy đề cao nó những cái công nghệ tiến tâm hay đó. Bởi vì con máy mình nó chạy rất là ổn định, rất là bền anh em. Con này 1,6 triệu nha, ổ diệt trợ lực nè, bình xăng lớn mới tinh nè, máy em bao zin nguyên bản cho anh em nha. Về rồi này kia dây xăng, một đồ thay dây xăng thôi nha anh em, chứ không làm gì hết nha. Đây, rất là đẹp, rất là mới anh em ha. 1,6 triệu nha anh em. Con này sử dụng ga hệ cho anh em luôn ha, ga bóp hệ nè, công tắc hệ luôn, tự mở luôn đó. Rồi càng đầu bò rồi là zin hết nha anh em. X4 1,6 triệu, X5 X6 là dòng máy Magu nha anh em ha. Magu. Dòng máy Magu là cái dòng máy đề cao bây giờ anh em ha. Dòng máy đề cao, đề mới ha. Máy mình rất là bền, dễ nổ. Và đặc biệt của nó rất là tiết kiệm xăng nha nè. Đặc biệt của nó luôn ha, rất là tiết kiệm xăng. Đó, nồng 30 ly, 20cc, phù hợp, thích hợp về cho anh em mình sử dụng gia đình ha. Cặp này em bán cho anh em á, đồng giá 1,5 triệu một con. Anh em thích lấy con nào lấy ha. Chụp e nó đang thiếu, nên em gắn đầy đủ cho anh em hết nha nè. Lắp của nó dập và bằng hết nè. Bình xăng lớn là ok, ngon lành hết cho anh em ha. Zin hết. Đó,
Con này ít năm này 1,5 triệu ha anh em ha. Con này thì tâm liền, công tắc trên tay. Đó, trên góc trên tay ha. Đó, máy rất là mới anh em ạ, siêu đẹp cho anh em luôn. Đó, 98% luôn chứ không có dừa. Con này sử dụng ra bóp hại anh em ha. Cần cản cỏ là bò zin. Đó, còn con X6 này á là nó được cái là bộ cần tâm gài nha anh em. Đây, cần tâm gài, tâm nhôm, tâm 260 ha. Đó, tâm gài, tâm nhôm, tâm 260, cái động cơ này, cái đầu máy này anh em gỡ ra, anh em gáp được bình xịt thuốc anh em ha, gáp được bình xịt thuốc. Đó, máy thì bao mới cho anh em luôn ha. Rất là đẹp. Chụp e đồ này kia nữa em gắn đầy đủ nghiêm chỉnh cho anh em hết nha anh em ha. Rồi sử dụng ta lá đôi, cần đầu bò nguyên zin. Đó, X6 thì cũng 1,5 triệu luôn nha anh em, máy rất là mới luôn. Đó. Rồi anh em có chốt máy thì cứ liên hệ vào số điện thoại giúp em là 0972 949 527. Số đó bên em có sử dụng Zalo anh em ha. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt follow và một tim anh em ha. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha. Rồi X7 là một con Kyrgyz Echo anh em ha. Con này thì dòng máy quải lưng nè. Con này thì bao đẹp cho anh em luôn anh em ha. Rất là mới nha. Wow, ok luôn. Chờ lực nè, lôi dây buông xuống chạy đó, quá tuyệt vời anh em ha. Kyrgyz Echo 260 34 ly 26cc, dòng máy quải lưng thì anh em mình cái này là anh em mình mang nó sau lưng anh em ha, mang như quải cặp nhưng mang ba lô vậy đó ha, thường nó gọi là máy ba lô đó, quải sau lưng rồi càng mình quay lên trước xài anh em ha. Cái công dụng của nó là cho anh em mình đi đồi đi núi nó nhẹ nhàng, hoặc là phát trong những cái góc hẹp, hoặc là trong cái những cái vườn cây ăn trái rồi này kia đó, nó không có bị vướng víu ha, nó không có bị vướng víu cái càng, với lại là cái thường máy này để nằm bên thì nó sẽ bị vướng víu đó. Công dụng của máy đeo lưng là gì anh em ha. Còn động cơ máy móc đồ này kia thì nó cũng giống như một con máy cần thẳng bình thường mình thôi. Con này giá 2 triệu anh em. Cái dòng máy là Kyrgyz Echo 260 34 ly 26cc. Cái nòng kiến của nó anh em, cái nòng của nó là thích hợp, nòng kiến rất là dày, anh em pha nhớt chuẩn, rất là bền ha, bền lắm đó. Còn cái lửa của nó là từ hồi xưa giờ luôn là hầu như là cái dòng này, cái đời này không chết lửa nghe anh em ha. Đó, nó ổn định thường gì, thường anh em nghe nói máy hai thì là hơi lửa ok là ngon là chạy dữ lắm anh em ha. Đó là dữ lắm, nó bền. Cái con này ổ giật trợ lực lớn nhưng mà thiết kế là cái phơm nhỏ ha, giật anh em nhìn nè, kéo vậy là buông xuống nổ đó, thấy không, rất là hay nghe anh em. Cái ổ giật này thật sự rất là có giá nè, là nắm lên. À, buông xuống, nổ, chưa đủ tua. Đó, thấy không. Rồi, con này giá 2 triệu anh em ha. Máy em bao gin cho anh em hết nha. Đó, nổ rất là bốc anh em. Đó, 260 nè, cần tâm gài nè. Chỗ này nó hơi chạy xíu rồi. Chỉ rất là đẹp nha anh em. Ốc vàng 7 màu ha. Rồi, đeo lưng thì cần mềm mà nó sử dụng ta lái tròn anh em ha. Cần đầu bò đồ này kia em bao gin cho anh em. X7 2 triệu giá em bán cho anh em là em bao ship tới nhà cho anh em rồi nha. Tặng kèm theo cho anh em là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phá bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ ha. Đó, nói chung anh em mua hàng bên em là anh em chỉ việc xăng pha nhớt là xài thôi nha anh em. Rồi, X8. Dừng lại cái nè, kéo lên, buông xuống. Đó. Anh em thấy mấy cái trợ lực này hay không? Đó, trợ lực kéo lên, buông xuống là nổ anh em ạ, rất là hay luôn. Đó. Rồi, con này là con Magu 26, nòng của nó là 34 ly. 26cc nghe anh em ha. Máy em bao zin cho anh em. Con này Magu 26 anh em ơi, ổ giật nó mắc bởi vì dán cái tem Magu 23 nè. Đó, ổ giật nó mắc bởi vì lấy mặt giật 23 chứ con này là 26 nòng 34 ly nghe anh em. Đó, giá 1,7 triệu ha. Đó, dòng này thì về anh em phát cước phát câu cứng rồi rất là ngon anh em ha, rất là ngon, rất là khỏe. Dòng máy Magu ha, là dòng máy đề cao, máy mình rất là bền, ổn định, dễ nổ và đặc biệt rất là lợi xăng. Con này em bán cho anh em 1,7 triệu nha. Cáo nó hơi có cắn tí xíu anh em ha, chứ không thôi là mấy con này là giá từ 2 triệu anh em. Đây, Magu 26 này nghe nè. Càng đầu zin, càng cỏ bể anh em thay ha. Rồi, X8 anh em ha. Con này 2 triệu anh em ha, Magu 26, nòng 34 ly. Rồi, X9 là một con Kyrgyz Echo 2325G, một con này siêu đẹp luôn anh em. Con này siêu đẹp, siêu mới cho anh em luôn nè, anh em nhìn nè, thấy không?
nó đẹp mới can sa bang luôn nha anh em ha. Con này thì giá 1,7 triệu anh em ha, nồng 32 ly 23cc, dòng kêu ghét này nó chạy dòng tua cao và đặc biệt nó rất là tiết kiệm xăng, máy chạy rất là ổn định, rất là khỏe nha anh em ha. Con này 1,7 triệu nha, đỡ máy móc em bao gin cho anh em nè ha. Đây anh em nhìn cái cọng dây giật nè, nó trắng tinh nha anh em ha. Đó, con này hầu như là bên Nhật nó chưa xài được bao nhiêu hết nha anh em. Đó, chế của nó là chạy chế ga ngang 2 kim nè, rất là tiết kiệm xăng ha. Đó, rất là tiết kiệm xăng, rất là ổn định, máy em bao gin cho anh em hết. Đó, dòng máy đề cao vô giảm thanh á, dòng này anh em sử dụng một ngày 8 tiếng nó hao tầm cả 2 đến 2,5 lít xăng thôi, rất là lợi xăng nha anh em ha. Đó, 1,7 triệu cái này mà, 1,7 triệu quá mới luôn. Đây, rất là đẹp luôn nha anh em. Quá xuất sắc. Đó, mặt in da bằng. Rồi con này sử dụng tay lái đôi và ga bóp hại nha anh em, công tắc xuống là tắt ha, lên là mở. Càng cản cỏ đồ bò đồ này kia zin cho anh em hết. X9 1,7 triệu, X10 là một con Mitsubishi CVE. X10 là một con Mitsubishi TBE 27 34 ly 27cc, con này cũng gọi là xua, quá xuất sắc luôn anh em, quá xuất sắc luôn. Đó, cái con này thì bộ chế của nó là bộ chế hai họng, một họng lấy xăng, một họng lấy gió, bởi vì bộ chế này là nó chuyên về cái độ tiết kiệm xăng rất là cao anh em ha, chuyên về cái độ tiết kiệm xăng rất là cao. Đó, con này thì giá của nó là 1,9 triệu nha anh em, 1,9 triệu ha. Ổ giật của nó là ổ giật trợ lực cho anh em ha. Đó, chế quam gồ hai kim luôn anh em ha, hai kim, một kim nó giấu trong luôn nè. Ở nòng có rãnh đi chữ nhớt ha, rất là bền. Đó, có ký số hiệu vô nòng luôn nha anh em. Lốc thì dọc Mitsubishi cho anh em nha. Ở 1,9 triệu đối với một con Mitsubishi đề cao thì rất là rẻ nha anh em ha. Đó, anh em nhìn cái ốc bô anh em thấy không, nó còn rất là mới anh em ha, là chứng tỏ con này rất lớp chạy. Nếu như mà nó chạy nhiều thì hai cái con ốc bô này nè thì nó sẽ bị sét, bị đen, nó ra tan ha. Còn con này là ốc bô, đầu bô lại còn mới tinh nha anh em. Rồi tum của nó là sử dụng tum nhôm luôn. Càng đầu bò này kia zin hết nha anh em, đời này không xài tay. Anh em muốn gắn tay tròn gắn tay tròn, muốn tay đòi em gắn tay đòi ha. X10 1,9 triệu, X11 con này là Mitsubishi, đây là 261 nha anh em. Nãy xăng chưa lên anh em ạ, chứ rất là dễ nổ nè. Em ngồi em giật tay trái hai ngón tay. Mitsubishi đây là 261, nồng 33 ly 26cc. Con này em bán cho anh em chỉ 2,6 triệu thôi nha anh em. Con này phải gọi là em bao đẹp cho anh em nha. Rất là đẹp, rất là mới anh em ha. Ổ giật trợ lực cho anh em. Chế là chạy chế quam gồ 2 kim, lắm có dập mắt anh da bằng. Quá đẹp, quá xuất sắc anh em ha. Bao gin cho anh em nha. Bao gin, không có sơn lại gì trơn anh em ha. Đó, bên em chỉ về á, bên em phủ cho anh em cái lớp keo thôi ha, chứ bên em không có sơn nha. Máy là nước sơn zin sao để gì, về vệ sinh xong rồi phủ cho anh em lên một cái lớp keo ha. Đó, cho nó giữ cái màu lại cho nó đẹp. Đây, cần tum gầy, tum nhôm, tum 260, rất là xuất sắc, rất là đẹp anh em ha. 2,6 triệu thì em bao rẻ cho anh em luôn. Đó, ta lái đôi nè, cần nè, ga và công tắc trên anh em ha. Đầu bò đồ này kia nguyên zin cho anh em hết. X11 cho anh em ha, 2,6 triệu, quá đẹp. X12 là con Honda GS25. Honda GS25, nồng của nó là 35 ly, công suất là 1,1 anh em ha, nó tương đương như lại là 26cc. Con này thì giá 2,7 triệu anh em ha, giá quá mềm luôn, đỡ mềm hơn so với một con Honda chính hãng tại Việt Nam mình ha. Honda chính hãng tại Việt Nam mình nó nguyên máy nguyên cần luôn, hình như nó cũng tầm cả 4 triệu mấy gì đó nè, là hàng đó là chính hãng, đó là lắp ráp tại Việt Nam anh em ha, lắp ráp tại Việt Nam. Còn con này là hàng Nhật Bản nguyên zin, rất là đẹp ha. Đó, hàng đã qua sử dụng ha, rất là mới, cái chất lượng của nó em khẳng định với anh em luôn ha, là nó chạy nó bền gấp đôi con máy chính hãng tại Việt Nam luôn nha anh em ha. Đó là nó như vậy.
Rồi thì cái điều đầu tiên anh em chốt con này á, thì hàng đến nơi á, anh em châm nhớt vô giùm em ha. Châm nhớt bốn thì anh em ha, nhớt của xe máy mình đây ha. Châm ngang cái mí này giùm em thôi, chứ đừng có nghiêng quá nghe anh em ha, đừng có nguyên đổ đầy nha, để con máy ngay thẳng gì. Châm ngang mí như vậy giùm em. Đó, sử dụng trong vòng tầm cỡ 8 lít xăng, từ 6 đến 8 lít xăng là anh em đổ nhớt ra, anh em thay một lần ha, chứ anh em đừng có để chạy hoài ra, chạy hoài mà cái gì còn. Đó. Rồi, bên đây là châm xăng chạy ha, máy em bao gin cho anh em hết. Đó. Gin chế gin, nói chung là đồ đạc gin hết cho anh em ha. Đó, về là chỉ việc thay mấy ống xăng nè ha. Xúc rửa mình xăng con lại là chạy nghe anh em. Bộ chế đó cần tum gời nghe anh em ha, tum gời, tum nhôm, tum 260 đi theo cái cần gin của nó rất là đẹp. Và con này nó sử dụng ga bóp hại mà nó nằm ở dưới nghe anh em ha. Đó, công tắc nè. Đẩy ra sau cái lắp là tắt ha, kéo về cái máy là nổ. Nó xài ga bóp hại mà xài tay tròn nghe anh em. Anh em thích thì để xài, còn không thích anh em muốn lên hai tay thì em lên hai tay cho anh em, cái bộ này em gỡ lại ha. Đó. Honda UMK425 càng cán gõ đầu bòi zin. Rồi X12 2 triệu. Anh em chốt máy thì cứ vui lòng liên hệ vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow và một tim, một đăng ký kênh anh em ha. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha, luôn tin tưởng và ủng hộ cho anh em ha. Rồi cảm ơn anh em.